con lòng luộc này ngon lắm tôi này. Cái này lòng lợn đấy, lòng chó ấy. Cả các thầy cô lên mừng cơm mới cho nhà nữa. Thảo nào hôm nay, gia đình làm to thế. Một lợn này, một chó này. Nhưng mà không biết cô lên không? Cô Thu hôm nay đang phải đi lên phòng. Thế thầy Kiên đêm qua có 3 giờ đi sân mây không? Có dậy nhưng mà mây thì... Mây không xuất hiện à? Mây nó không xuống. Với lại là trăng lại sâu quá. Trăng xấu rồi. 2, không phải, 2 giờ thì đẹp. Em qua lúc về nhà là em đưa ống kính cho anh Nam luôn, bảo nếu anh Kiên có gọi thì anh đưa. Anh ra xem trời không đẹp, tối nay thì anh săn. Tối nay phải đi. Dạ. Làm gì mà không biết làm? À cái này thịt chó hấp à? À hay thịt lợn đấy, thịt chó. Chó. Nóng quá. Bây giờ là 12 giờ rồi. Mọi người đang rất là khẩn trương để sắp cơm. Đắp dạng lò này không chỉ gỗ gỗ chắc nữa, đốt nhiệt độ sớm thôi rồi, nhưng mà không dám gì nữa, bắt ra công nghiệp. Lần thì năm nay lần cũng bé rồi nha. Có anh về sau có dịp quốc tế lên đây ăn Tết ở trên này. Anh em ở trên này. Tết người Mông anh cũng được ăn ở bên Trầm Tấu một lần rồi. Chắc ở bên đấy là khác ở đây chứ. Chợ Móng Trải thì chưa gần nào. Móng Trải nó hơi xa. Vâng. Rồi là anh em ở đây thì cứ giờ về tầm khoảng 2022 nếu là lợn to của người ta khoảng tạ thì người ta sẽ ăn từ 22. Từ 22. Đúng không? Ta sẽ mổ lợn dần lúc đấy đến 30 luôn. Hôm 30 làm hầu như là không còn ít, rất ít người mổ. Lợn bé là khoảng 30 40 cân thì đấy người ta mổ lúc đấy. Còn thường là người ta sẽ mổ sớm. Ta chuẩn bị cái lễ các kiểu cho đến lúc hôm 30 thì mình làm lễ cúng luôn đấy. Thì anh em nếu như là con người Mông ấy thì người ta sẽ đón giao thừa, thì người ta sẽ đón đến 12 giờ 1 giờ gì đấy. Là ngồi uống rượu đón giao thừa đúng không? Vâng. Nhưng mà tối đấy thì anh em trong nhà thôi anh ạ. Hầu như là nhà nào cũng ở yên nhà đấy. Đúng thế, anh thấy kiêng đúng không? Mùng 1 là kiêng. Con em thì vẫn kiêng, nhưng mà kiêng kiểu là mình là con một thì mình kiêng ngày 1. Còn kiểu kiên mình là con 2 thì mình đã kiên hôm mùng 2. Kiên hôm mùng 2? Đúng rồi. Còn thứ 3 là mùng 3. Cứ thế à? Theo như tục lệ là cũng không hẳn là như thế, nhưng mà thường thường là mình sẽ kiên kiểu là hôm đấy là đầu năm ấy. Thì mình là con thứ nhất là mình sẽ hôm ngày đầu tiên là mình sẽ đi chơi ở nhà. Và người khác cũng không đến để mình chơi. Đúng rồi. Mình sẽ kiên ở đây là mình sẽ, anh em nếu là cúng họ, cúng họ với cúng ma trai thì mình sẽ đi qua nhà được. Mình sẽ vào, mình vào được nhà họ, họ vào được nhà mình. Nhưng mà riêng họ khác hay là anh em không cúng họ, kể cả có cùng kế họ nhưng mà không cùng ma trai ấy, thì cũng không được vào nhà. Người ta đứng kỵ ấy. Kiên Để năm nay xem sắp xếp thời gian lên trải nghiệm Tết người Mông Móng Trải một chuyến. Anh thử món bá dù rồi đúng không? Bá dù rồi. Ok, nếu mà có dịp thì mình sẽ nhận cái Tết người Mông cho các bạn xem tiếp nhé. Có cô gái xinh đẹp đã sắp cơm rồi. Để góc này mới thấy được em này. Nhưng mà quên mất tên em rồi. Dạ, em tên là Dinh. Dinh à? Dinh Hồ Bốn này gặp lâu lắm, bây giờ gặp lại quên mất rồi. 2 năm rồi, từ ngày học lớp 9 rồi. Bên kia là nằm chó. Hai con cá cái này vẫn chưa xong hả em? Vâng. Thấy dám thật lấy. Cho đi vơ quá. Đây mấy cái xào. Đây là su su xào lòng lợn. Làm mâm bằng lá chuối luôn. Rất là thân thiện với môi trường. Để cho nước dưới.
Ai vào trong ăn chuối. Đây cho ăn luôn. Cái đấy cho ăn luôn. Cái đấy cho ăn luôn. Châu ăn chuối khác gì là người chê thịt. Em có biết cho ăn đâu. Nhà không nuôi châu à? Nhà em không. Nhà em toàn nuôi châu máy thôi đúng không? Vâng, nhà em cũng nuôi châu. Ủa, nó xì, nó sợ. Ui. Thôi. Anh con này nó ở dưới đây. Em đưa nó ăn đâu? Đâu, nó ăn được. Vô lý nhỉ? Đây, nó ăn đâu? Từ từ, nó phải ngửi ấy. Đấy. Chắc là nó thấy mùi em lạ nên là nó tưởng cái mùi của lá chuối nó làm ăn. Cho con này để xem. Hay nó ăn no rồi. Cho lá chuối cho tôi ăn này. Con này chắc cũng ăn luôn. Không, con này chắc cũng ngon lắm. Nó không quen ăn hay sao ấy. Chắc nhà em lạ quá rồi đó. Ừ, lạ quá, toàn người lạ ấy nó sợ. Mắt nó trừng lên rồi kìa. Châu ở dí đỏ khôn lắm. Nó thấy người lạ ấy. Em cho vào trong cái ấy của nó tí nó khác ăn. Con cho này khôn quá. Thế là người lạ. Kêu như khủng long ấy. Ê, nó ăn đấy thầy. Nhưng mà em đưa nó không ăn đâu, nó khôn lắm, nó sợ nó tưởng cái gì. Chứ nó lại tưởng em là đang ăn. Sợ quá, em không ăn được. Em này tên là gì nhỉ? Chưa hỏi tên. Giàng à? Giàng học cùng mấy cả Dinh này. Sai ạ, Giàng Thị Sài. Giàng Thị Sài. Còn em là cái gì Dinh? Giàng Thị Dinh, hai đứa học cùng nhau. Năm 2011 là sinh năm 2005 mà. Ai chưa có người yêu để anh giới thiệu người yêu cho? Cả hai. Cả hai đều chưa có người yêu à? Vâng. Để xem có anh nào muốn làm người yêu của hai cô gái người Mông thì liên hệ với Lu Ba Than nhé. Em chưa có người yêu, anh giới thiệu anh nào đi chứ? Để anh giới thiệu cho yên tâm, lên hình cái kiểu gì rất nhiều anh muốn làm quen. Facebook của em bây giờ là gì rồi? Của em bây giờ là gì? Của em bây giờ là trước là cái gì Hàn gì nghe tên Trung Quốc gì ấy nhỉ? Trước em để cái tên gì nghe nó Trung Quốc cơ đúng không? Còn bây giờ là gì? Giờ là gì để anh tìm lại? Thích bây giờ của em là Giàng Nhược Vi. Giàng gì? Giàng Nhược Vi. Giàng Nhược Vi à? À, anh nhớ cái tên băng máng giống giống kiểu Trung Quốc mà không giống giống Việt Nam mấy. Giàng Nhược Vi chưa có người yêu nhá các bạn nhá. Đấy nghe Facebook chưa? Không lại mất công hỏi mình là cứ gửi Facebook mấy các thứ, nhiều người hỏi lắm không gửi kịp. Cứ tìm Vi rồi khác sẽ tìm thấy bạn bạn Xài à? À, hai bạn chắc chắn là bạn bè với nhau rồi. Giờ mọi người bên trong vẫn đang sắp load những cái món ăn cuối cùng rồi mới mọi người mới vào uống rượu được. Bây giờ là 12 rưỡi rồi, gần 12 rưỡi. Vẫn là rất là đông khách đến thăm nhà nữa. Ở trên thì công nhận giống như ăn Tết nhỉ. Anh lần đầu tiên đi ăn cơm mới anh cũng chưa biết hết phong tục đâu. Anh em không biết. Chắc có khi là khu vực bên em không tổ chức như thế này đúng không? Có nhưng mà kiểu là em đi học bây giờ đến kiểu đi học rồi đến rồi đến lúc ăn thì cũng vậy đó, mẹ ăn xong lại trở lại đi học rồi. Ừ. không đi làm việc từ đầu đúng không? Vâng. Ừ đấy, thế nên những cái video này thì có khi nhiều những bạn trẻ người Mông xem cũng mới biết là phong tục của mình như thế đúng không? Nên không cứ đi học không hoặc là đi mải đi công việc làm thì cũng không biết cái phong tục của mình luôn, chứ không nói đến người bên ngoài. Anh đi loanh quanh hết vùng trải, nói chung có gì lạ lạ thì anh lại quay cho mọi người xem. Đây bên ngoài các cháu cũng được sắp xếp ăn cơm trước, cho hẳn một cái bàn nhỏ. Cái bàn nhỏ này là bình thường là dùng để làm cái gì hay là... À cái này á? Vâng. Cái này làm cho uống nước thôi. À để ngồi uống nước à? À tức là dùng cái bàn nhỏ để uống nước thì cho cháu ăn ngồi đây. Cháu tưởng nhìn trên này sẵn gỗ thiết kế riêng cho cháu một cái bàn nhỏ. Thì ăn ngon luôn.
đấy, không dùng bát con cứ ăn chung ở cái bát to vậy. Ai xinh nhỉ. Thôi ăn đi, chú không quay nữa, không ngại nhỉ. Ăn no đi. Xong rồi em. Đi, đi vào game ơi. Em buồn ngủ à? Gia đình đã sắp xong rồi. Đây nhá. Một mâm cao ở trên này chắc là dành cho những ông, những chú có chức sắc đây rồi. Em có cái món này nhưng mà hôm nay tiếc là không có chất cành. À, nên bắn khỉ bằng cái ống này á, có mà chết à? Ống bé thôi, chứ ống này mà bắn không, khỉ em, thôi mà. Em làm cái đệm ống này, có gì thôi ạ. Dưới này là 4 mâm bên dưới này. Là chỗ dưới này là bình dân thôi, còn mâm cao cấp là ở trên kia rồi. Lướt qua cho các bạn thấy. Cái tên này nghe ai cũng muốn hạnh phúc rồi. Nhưng mà khai tiệc thì để chủ nhà khai tiệc hay là báo khai tiệc đây? Em đại diện chủ nhà anh ơi. Đại diện chủ nhà. Vâng. Còn anh kia là đại diện khách. Rất đâu nhỉ? Trong nhà hơi tối tí các bạn thông cảm về cái mặt chất lượng hình ảnh nhá. Đây cái chút ống nó vừa vừa thôi. À cái này là cái chai uống ấy chứ còn cái này chai to quá đấy. Mình dám chơi dám chịu anh. Đẹp thì đẹp nhưng mà làm mình ăn chơi không sợ mưa rơi cho nên là một phát mà không làm được. Phải làm nhiều phát. Mình làm nhiều phát mà anh. Ờ thế thì anh em chung có thể chung được. Ờ đúng rồi, thế thì ok. Anh qua luôn chương trình này chứ còn. Chúc anh hai người một, hai người một về hạnh phúc với vợ nhá. Bởi cha thì mùng khăn mùng chua. Rồi bác cư, rồi bác cư phụ chế. Bởi cây chù ủ là phụ chế. Bởi phụ sang. Bác cư phụ chế bởi phụ sang. Thế thầy dịch này một chút cho mọi người biết là hai đại diện vừa nói cái gì. À, đi ăn cơm mới thì chúc cho gia chủ một năm mới sức khỏe và lợn gà lúc nào cũng đầy nhà, ngô rồi thóc lúa lúc nào cũng đầy nhà, cái gì cũng phải lù lù đó. Nhưng mà cơm mới nó cũng gần nghĩa với cả là năm mới hả? Nào chả dạ. À, nó cũng gần gần như nhau, là thế mọi người đến chơi như là đi chúc Tết vậy. Dạ. Ok, chúng khai tiệc thôi, mời hai ông đại diện đi. Ô, ô, đây này, chủ nhà uống hết này các bạn. Đây là chủ nhà. Thay thay thay. Thỏ lại là ba anh em mình là hết được. Chú ơi, ba anh em mình đi. Thầy giáo phát biểu rồi thì anh em mình đi Campuchia. Ừ, đấy. Đại diện. Thầy giáo hay quá luôn. Còn còn nhiều không? Ê, còn 25% nữa. Hết, ok. Sau sau cái chén này là bây giờ tiệc bắt đầu ấy hả? Chưa. À, chưa à? Ai cũng phải được chén này. Bây giờ kiểu kiểu, kiểu truyền tay nhau. Uống luôn à? Uống luôn một. Muốn xong luôn được. Khay mân chứ. Wow. Đây em ngu quá nè. Đây, bên đấy cũng chưa ăn. Kệ bây giờ ông này phải uống tiếp rồi. Anh uống tiếp. Chú tí đến tận anh thì chú nữa. Lại rồi. Đó là kiểu anh em chưa nhau. Anh em mình là chơi kiểu kiếp gì. Cái chén này ra bây giờ ban đầu là thầy Kiên là người đầu tiên được nhận này, sau đó đến chén thứ hai đó. Đấy thầy Kiên chuyển cho ai thì người đó sẽ chịu trách nhiệm là làm sao để hết cái chén đó. Rồi mới được quyền chuyển cái chén này cho người khác đúng không ạ? Và như vậy là ở đây có bao nhiêu người ta? Một trừ em quay phim ra là 7 người. 7 người thì hai lượt này gọi là phải ba cái chén này thì mỗi người được cầm một lần. Nhưng mà cái chén khách thì có vòng về chén bên nhà này không? Có chứ. Chiều lượt đi lượt về đâu. Nó chỉ bằng hai cái chén sữa được thôi mà. Lần trước sao vẫn được uống luôn. Lượt đi thôi, lượt đi thôi. Mới uống thôi nhưng mà vẫn chưa được ăn à? Em cũng vậy, em cũng làm bắt đầu xong rồi lại chia lại cho anh em.
Đây bạn Tang Ly các bạn đã gặp trong video đám cưới của vợ chồng nhà Akai. Tang Ly là anh sẽ đón em về. Đấy, ba trái rồi còn gì nữa. Cái vòng này chắc lâu lắm, mình sẽ đi ghi nhận không khí ở mức khác nữa. Không, 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 rất là lâu rồi. Bây giờ mới thực sự trao lại cái hai cái cốc tre to này cho chú chủ nhà thực sự này. Vừa đại diện chủ nhà, giờ mới là chủ nhà. Bố của Phúc. Và tiếp tục khai tiệc bên này bằng cái đôi cốc bằng tre này. Cháu là ăn cơm mới mà không bắt gì cháu ạ. Đang bắt cơm làm gì kiểu rồi cháu. Tôi bảo thì sợ gì sẽ cho tôi lo không đâu. Nó là nó để cho xá nó lên đó. À, giờ không thể qua đó. Có sợ về. Cháu sợ cái của kinh tế này. Chẳng thấy cho sĩ mùng đó là không. Có chứ, chắc kiểu có sư này sẽ được mạng rồi mà. Chú chú ơi. Cháu đó chú ơi. Chú 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 chúc mừng cơm mới, chúc vụ mùa bội thu của gia đình nhá. Chúc tất cả anh em đến dự đều một sức khỏe, một niềm vui. Cái này là giờ hết đấy ạ. Vừa là mong để chăn luôn ta mà mẹ sẽ để ô lên nó để biết sẽ để lò gì ô gì đấy không ạ nhớ đấy ai đây chú ạ gì đó sao để chỉ lo lên chứ sao đi bằng rồi là phát cái này hết tiền luôn đấy một nha tí tỏ mâm mâm Trung Liên bên kia uống bốc hơn mâm Cao Liên bên này. Thôi anh ngồi luôn bên đấy ạ. Ờ thôi anh ngồi luôn được, bên này đang rộng. Thế cái mâm ban đầu định ngồi giờ chật lắm rồi. Tí sẽ quay lại đi giao lưu tí thôi. Đấy. Anh mời anh em nhá. Mâm bên này uống trà hơn. Mâm bên kia cái một cốc đấy là chia hai chia ba đây. Ông cháu đang trêu đấy để cho các chú uống bốc hơn thôi. Các uống phải uống bốc đấy. Vâng. Cháu hôm nay thì thông cảm cho làm một chút thôi vì đường đi khó khăn, chở một người nữa đi lên là đã nghĩ ở cái đường này thì không biết là uống kiểu gì rồi. Nhưng mà cứ uống đi, uống cho uống chút xong là nhờ các bác các chú đỡ cháu nhá. Vâng. Ông một tí đi. Được rồi. Ôi, cái gì có chuyện. Không được. Cái này đấy. Đường nào phải hết. Đường đi khó lắm. Cháu không đi được, nếu mà dưới đường bằng thì còn cố được, nhưng mà đường này không cố nổi. Cháu cảm ơn cháu. Thôi cháu uống một hớp nữa. Thôi lại giúp cháu. Ôi dồi, tôi xin giấy đá chứ đấy à. Đường rất là khó đến độ là mọi khi cháu lên bản cháu còn quay cái đường đi, nhưng mà hôm nay không dám quay đường đi. Nhìn đi, không kịp nhìn để mà quay nữa. Dạ. Em ở dưới cái lộ. À không, em đèo người, chứ không phải. Đi cùng
một em bé đó mà. Đây là cắp lách đây cực ngon đây. Cái này to quá. Cái này bắn gì à? Không có tiết canh. Bắn cơm mới à? Cơm mới. Nông Phúc nó bảo là tiết quá là không tiết canh thì bắn chỉ. Trong vòng 1 năm sau gặp có thả kiến được mấy cái chai rượu Nông Phúc này. Ở trên Móng Chải thì là người Mông mình cấy có một vụ thôi nên là cái cơm mới nó càng ý nghĩa hơn đúng không ạ? Chứ nếu mình cấy hai vụ như của Trạm Tấu thì lại ăn cơm mới hai lần thì nó lại không bằng được này được nhỉ? Đấy, à lại ăn một lần. Nhưng mà ăn vụ sau à? Chắc là ăn vụ sau đúng không? Đây phải rót trong này chứ, trong này là rượu rót vào. Ở trên này thì do cái khí hậu nó đặc thù, nước nó rất là khó để cấy lúa nên là chỉ làm được một, trên cao là chỉ làm được một vụ thôi. Vâng, cứ xong một vụ là tổng kết là mình sẽ làm cơm mới. Vâng. Theo gia đình là có lượng gà thì nó là lượng được ăn hai lượng. À vâng. Nhưng mà tính ăn một lần nó ý nghĩa nó khí thế hơn. Vâng. Đúng là như người cháu xin phép bác chú, cháu mời chú chủ nhà một ly. Chú tên là chú gì chú nhỉ? Chú tên là Mùa Vàng Nhà. Chú nhà. Chú nhà. Vâng. Họ là Mùa Vàng Nhà. Vâng, chú họ Mùa. Vâng. Còn Phúc nhà chú thì rõ kể nó họ Giàng nhưng mà họ theo họ bố nuôi đúng không ạ? Vâng. Vâng. Chú Phúc là theo họ Giàng là thì nó là theo bố nuôi. Vâng. Hôm anh em đi tà cui cùng nhau. Vâng đúng. Thế ông nói chuyện về ăn tim hay không ăn tim. Nó bảo nó vẫn ăn đấy mà sao họ Giàng mà sao vẫn ăn bảo không đấy. Em thì họ theo bố nuôi thôi. Vâng. Cháu là đầu tiên được ăn một cái cơm mới của người Mông ở trên Móng Chải này, rất là tuyệt vời, cái phong tục rất là lạ mà hay, là đầu tiên đã được dự. Cũng cảm ơn gia đình tạo điều kiện và chúc sức khỏe và chúc cho gia đình nhà mình có một cái năm gọi là lao động thành công, rồi thì năm sau thì lao động đã thành công tốt đẹp hơn nữa. Vâng. Không, cháu ạ. Mấy giờ chưa thì mấy giờ chưa nhá, đó biển trong thôi. Không là lúc nào thiếu. Cha lên mưa rồi. Lên mưa rồi tôi mưa cho tỏ đây rồi. Hơi soi một tí là chú phong cách rất là lạ luôn. Rất là phong cách luôn đấy. Có cả lắc cả chân luôn. Cái này là bằng bạc hay bằng cái gì chú? Cái này là ví dụ là như mày đau đau nên bị ốm nghe là không khỏe là đeo cái này vào thành bóng là hai cái này đứt một cái chân một cái tay không có ma vào được của mình. Thế hôm nào cháu phải lên gặp thầy cúng để xem thầy đeo cho hai cái cho khỏe, uống rượu cho khỏe. Không được như thế đâu, người ta xem mà mình vừa ra về đấy, cái đấy thì mới có được. Không, vâng. Anh xin lại. Thế hôm nào cháu hỏi thầy xem là thầy lên cho cháu đeo cái gì thì mình đeo mà đeo đeo mà không đáng kể đâu. Muốn đeo thì bình thường. Vâng. Thầy không muốn đeo là thầy cũng bảo là đúng rồi, cái đợt mà em làm có nhiều ma đấy. Vâng. Là có nhiều ma. Vâng. Vò được của mình thì nó mày cũng là cái chúng mình là có phải làm mơ nhiều. Vâng. Nó phải làm cái này thì vâng. 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 Cảm ơn chú về câu chia sẻ về câu chuyện này. Cháu tưởng là phong cách thời trang của chú cơ. Vâng, mời chú. Chú nhá, vâng, mùa dù nhá, vâng. Các chú ơi, cho cháu mời cảm ơn một chén, xong cháu đi giao lưu ghi hình xung quanh một tí. Vâng, chứ không ngồi mãi một chỗ được. Vâng, cháu chúc sức khỏe tất cả các chú nhá. Một ly, vâng. Ôi, chúc sức khỏe tất cả mọi người nhà mình nhá. Vâng. Ông nhá, vâng. Ông, cháu xin phép cho đi xung quanh gia đình một tí. Vâng, đi bơm bơm một chút. Gia đình bây giờ mới còn rất là nhiều khách bây giờ mới đến này. Ô chào anh. Anh hello Móng Chải sao nhỉ, phải không nhỉ? Ôi Akai. Mình đang chuyển sang bơm thanh niên thì bây giờ khách của gia đình tiếp tục đến.
thực sự là đúng như kiểu là không khí ăn Tết Nguyên Đán luôn nhỉ. Anh rất là bất ngờ hôm nay được tham gia một cái cơm mới nó đặc biệt như này. Khách vừa đến nên gia đình còn đang sắp xếp cho một mâm nữa để cho khách. Mình bây giờ mới được ngồi với mâm của các cái chàng trai cô gái trẻ ở đây. Thôi mời các em một chén nhỉ, cho anh nhập một cái mâm này. Chứ mấy mâm kia anh đi qua nói chung là sóng gió lắm, chắc không trụ được. Sang đây ngồi với các em mình cho nó bình yên. Xong rồi em ơi. Em xin phép mời tất cả mọi mình một ly, cũng là chào mừng cơm mới của anh hôm nay. Rất là vinh dự các em với lại anh chị đến đây thì em xin phép mời tất cả mọi người một ly nhá. Ok anh, ok nha. Anh người đầu tiên, chị. Em ơi, chắc là đây là bạn bè của Sinh hết đúng không? Đây là bạn của anh. Của ai? Anh Bảo á? À ok. Thì anh chắc là anh không? Đây là Phúc nha, bây giờ anh Bảo mà. Và các bạn sẽ nhìn rõ hơn thì Phúc đồng hành cùng với mình trong cái chuyến đi Tà Cô Y. Và hôm nay được bên nhà Phúc dự cái gọi là bữa cơm mừng cơm mới. Sau đó Sinh là có tặng anh tặng Báo, tặng anh ngồi mời anh Tảo, anh Phúc tặng. Ok. Rồi anh cảm ơn bọn em đấy đã gia đình sự có mặt của bọn em đó là bọn anh rất là vinh dự rồi. Bọn anh cảm ơn. Rồi. Em ơi, đi đâu nhỉ? Nhưng mà hôm nay Tà Cô Y là hơi lươn nhá. Hôm nay bảo là chưa có vợ. Sao mà tán em hoa à, hôm đấy là em lên video về vợ đó mà xem video đấy vợ nó tập chết. Vâng em được vô tư anh ạ. Vợ thì vô tư luôn. Rồi anh em uống nhỉ. Bất cản nhá. Anh bắt tay từng người đấy. Hôm anh nhá, hôm anh nhá. Anh là trường hợp đặc biệt. Ừ, cái này anh Hồng Mạnh nhá. Mình làm người đẹp trai thì mình phải thể hiện rõ là đàn ông đi. Hôm anh, hôm anh nào. Áo trắng. Áo em trắng quá, anh nhìn xinh ra. Em ơi, về màu sắc thì tiếng Mông thì màu trắng là cái gì? Nói tiếng Mông đúng không? Màu trắng là gì? Cho đơ. Áo trắng là cho đơ. Cho đơ. Cho đơ. Đó. Cho đơ thế màu vàng là gì? Màu vàng là cho đằng. Chó đằng. Đơ là trắng. Đơ là trắng, đằng là vàng. Thế còn hồng đấy gì? Hồng là cái này là gọi là không phải là bọn em cũng có cái màu đấy. Màu hồng. Thế còn màu xanh dương. Xanh dương kia là màu nước biển đấy. Tròn rua thôi. Rua. Vâng. Chứ còn không bọn em không có. Tức là đằng la gọi là đằng la đu rồi là đỏ đen trắng đi thôi. Đằng la đu. Mình không gọi màu xanh ra trời hay màu nhạt nhạt cái kiểu không có đấy. Mới lên trời là màu đặc trưng của áo của người Mông mình rồi đúng không? Màu đen này, màu xanh là hai màu đặc trưng. Vâng. Màu xanh ra trời là màu gì nhỉ? Màu xanh ra trời có nghĩa là kiểu như của em này á. Đây như cái áo của người Mông kia là màu xanh ra trời đúng không? Cái này màu cái chút viền áo ấy, viền áo ấy, không cái viền áo. Thì gọi là cái gì nhỉ? Dạ. Học chưa đi. Anh mà đi kêu học tiếng Mông. Em ở đây thì em đây là anh Dê homestay hello muống trải. Hôm nay thì có rất nhiều bạn bè làm du lịch của Phúc đến chơi. Mình đang định sang mời cái mâm các anh chị làm du lịch đến nhưng mà chưa kịp sang thì anh Dê đã đến đây rồi. Tí qua lại mà. Vâng, tí em quay lại. Tí về mâm em quay lại. Chúc anh nhé. Vâng anh. Anh Dê homestay hello muống trải đúng không ạ? Vâng. Chúc sức khỏe các em. Hôm nay cũng là một ngày rất là vui và hạnh phúc ấy. Cũng làm bữa cơm gia đình thì các anh bên đây và được gặp các em và chú anh ấy thì rất là vui và chúc sức khỏe mọi người luôn mạnh khỏe và luôn hoàn thành cái ước mơ của mình nhá. Anh Dê là một trong những tấm gương điển hình về làm du lịch ở trẻ và làm rất là tốt ở Muống Trải. Anh hy vọng là các em sẽ có những mô hình
và sẽ có những tên khác, những tên khác nhưng mà phải rất độc đáo và sẽ nổi tiếng trong thời gian tương lai. Điều tuyệt vời nhất đó là người mong mình và làm du lịch trên cái đất của mình, cái ruộng của mình là điều tuyệt vời nhất. Rồi, anh. Xin mời em. Ok nha, mời cảm ơn anh. Một tí đi. Little bit, little bit. Little bit. Little bit. No. Hả? No. Điều nào ra quá anh tí rồi. Bác gì à? Hello, muốn trẻ không mì cay. Mì cay. Mì cay. Em nghe nói đấy mì cay mà em chưa biết thế nào. Em xin phép anh chị một tí nhá. Anh thế có em là xin giới thiệu cho anh. Có cái mâm bên cạnh, này. Ô, ông này có thích người đây. Nó tỉnh tỉnh ra. À có. Cái là trận tấu là đâu ấy. Có cái em quan hệ rộng lắm. Có cái đấy có. Thì sang chúc sức khỏe các anh chị một ly. Và mong cho tất cả các anh em ở đây là công việc càng ngày càng phát triển và cái làm sao mà cái ruộng bậc thang Mù Căng Chải cũng như là bản sắc văn hóa của người Mông mình càng ngày được càng nhiều người ta biết đến và người ta đến tìm hiểu và trải nghiệm ở đây và để cuộc sống mình thay đổi và cái dân trí của mình cũng đi lên. Vâng, chúc tất cả mọi người. Vâng, mùa du, mùa du hồng mình á. Mùa du and hồng mạnh. Lại lửa Tây lửa Mông rồi. Rồi, hồng mạnh nhá. Hồng mạnh nhá. Hồng mạnh, hồng mạnh. Hồng mạnh mùa du. Hồng mạnh đúng không? Hồng mạnh là hồng mạnh nhá. Hồng mạnh, hồng mạnh, hồng mạnh. Đấy hài giọt anh à. Không, hồng mạnh thôi chứ không phải là chổng bóng lên không chảy nước đâu. Nếu mà vì em không nói câu đó. Em nhớ hồng mạnh thôi. Hồng mạnh thôi, hồng mạnh. Chứ hồng mạnh thì nó thật ra như kiểu là khỏe. Anh là làm em không làm gì, em ở nhà anh ạ. Anh làm cho Viettel mà. Nó cái áo thì không nói lên tên tuổi anh. Chị có vẻ là nổi tiếng nhưng mà em chưa được gặp chị. Cái áo này à, chị cùng chỗ anh Dê đấy hả? À, đấy là phu nhân của anh Dê à? Còn anh ở... cũng cùng chỗ anh Dê luôn. À, ok, vâng. Đấy, A Cay thì mọi người biết rất nhiều chú rể A Cay rồi. Chú rể A Cay, đám cưới người Mông đầu tiên mà Dung Bà Than quay. Ok, hôm anh thì mọi người mọi người. Ok, ôi chào nhá, ôi chào. Ôi chào tu cứ à? Ôi chào. Còn em này là hôm Tây gì nhỉ? Vuôn mày ạ. Vuôn mày. Hôm Tây ở làm phía cuối của bản Thái. À, các bạn ơi, thật sự là gia đình và người dân ở trong bản rất là nhiệt tình. À, mình cùng với cả Phương là đã đi giao lưu hết với tất cả mọi người ở trong gia đình rồi. Cùng tất cả các anh em làm du lịch ở trên Mù Căng Chải này thật sự rất là tuyệt vời. Các bạn nhìn thấy cái sự phát triển, cái sự tự tin và cũng như là những cái thành quả mà các anh chị người Mông ở trên này đã làm được. Những cái đánh giá của du khách đối với này, những cái sản phẩm mà các anh chị làm ra để thấy rằng là thực sự là người Mông ở trên này đang dần dần từng bước làm chủ cái mảnh đất này và làm cho cộng đồng của người Mông nói riêng và cả cái Mù Căng Chải này nói chung về du lịch ngày càng phát triển và đưa ra cái đời sống của người dân được nâng cao. Đấy thì thực sự là lên đây chứng kiến những cái hoạt động, những cái phong tục tập quán thế này thì các bạn thấy được là cái sự phát triển về nhận thức, về văn hóa, nói chung là về đời sống kinh tế đã thay đổi rất là nhiều so với những cái gì trước đây mà các bạn nhìn nhận về người Mông. Và cũng rất là cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng Ru Ba Than trong một cái lễ cơm mới của người Mông ở trên Mù Căng Chải này. Và đặc biệt là cảm ơn gia đình của bạn Phúc đã tạo điều kiện hết cỡ để Ru Ba Than có thể là thực hiện được cái video này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại ở các cái hành trình tiếp theo của Ru Ba Than.